Ông này các bạn like cho mình quá trời luôn, cho nên là dăm ba mấy cái group này mình không có ngại đâu. Let's go. Yo các bạn nha, Happy Gamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với, cứ mỗi giây trôi qua trong cái thế giới này, chúng ta sẽ nhận được một block. Đúng vậy, lại là thế giới thời gian nữa rồi các bạn ơi. Nhưng mà block trong cái thế giới này để làm cái gì ta? Hình như là xây tháp hay sao ấy. Xây tháp làm gì? Làm sao mà mình biết được? Không sao cả, vì mình đã ở đây rồi. Mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá cái thế giới chết tiệt này mà. Thế thì các bạn phải giúp cho mình một like nha. Bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông kế bên nữa nếu bạn là người mới. Và mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, nên là bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì, đã bao lâu rồi chúng ta không quay trở lại với cái thế giới Minecraft nhỉ? Chào mừng các bạn đến với thế giới Roblox nha. Và trong cái thế giới chết tiệt này, cứ mỗi giây trôi qua thì chúng ta sẽ tăng được một block các bạn ơi, hay còn gọi là khói đó. Các bạn có thấy mình đang làm cái gì không? Đúng vậy, mình đang nhả khói liên tục để mà xây một cái tháp. Và xây cái tháp để làm cái gì ư? Đúng rồi, chúng ta cần phải chinh phục cái độ cao mà các bạn có thấy cái gì ở bên trái mình không? Cái cây nào đó. Chúng ta cần phải ra ngoài không gian, ngoài vũ trụ các bạn ơi. Và lên trên đó để làm cái gì mình không biết nữa, chắc là gặp thiên thần hay thì cái gì đó. Nói chung thì cứ lên trên đó đi rồi chúng ta biết được đúng không? Mình sẽ dẫn các bạn đi chinh phục cái độ cao đó mà. Và nó không chỉ mỗi giây đâu, mà chúng ta cũng có thể nhấp chuột nó các bạn, thì nó cũng sẽ nhả ra khói luôn. Đó các bạn có thấy cái tốc độ này chưa? Nó quá là khủng khiếp luôn. Thật ra thì cũng không khủng khiếp lắm đâu các bạn ơi. Nếu mà mình cứ dậy cả ngày tới tối nay mình vẫn chưa xong cái tháp luôn á. Hiện tại thì mình đang có 400 khối, 400 cây block. Chúng ta có thể nâng cấp cái tháp gạch này lên cái tháp gỗ với 250 khối nè. Let's go. Wow, nâng cấp xong phát rồi, cái tháp của mình nó bắt đầu từ gạch đang xịn cái thành gỗ cùi bắp luôn rồi các bạn ơi. Mình cũng không biết là ý nghĩa của việc nâng cấp này nó là cái gì nữa. Nhưng mà nâng cấp lên thì mình được cái gì, đừng nói chỉ đã cho đẹp nha. Quá là kỳ cục luôn các bạn ơi. Nó không tăng gì cho mình hết. Chúng ta có những con bét, mà con bét rẻ nhất là bao nhiêu tiền? Có cả bét bán bằng gu bút luôn hả? Oh shit, quá là khủng khiếp. Mình đã biết rồi các bạn ơi. 500 khối là con bét rẻ nhất trong thế giới này. Để mình thử xem coi nhân phẩm của mình sẽ như thế nào nha. Let's go, bắt đầu kiếm block thôi nào. Rồi sẽ lên trên này nha. Và cũng đến lúc mình nên sử dụng cái sức mạnh thần kỳ của mình rồi, đây chính là auto click các bạn ơi. Đó, các bạn thấy gì chưa? Ôi ôi, 500 block nè các bạn. Let's go, quá là nhanh luôn. Wow, sức mạnh thần kỳ mình thật là tuyệt vời. Chúng ta hãy thử nhân phẩm của mình nào. Mua. Trời, nhìn như quả trứng gà luôn. Cái gì? Nhện ma quái hả? Nó có thực sự xịn không vậy các bạn? Để mình trang bị nó xem coi. Nó sẽ ít lên một cho mình. Nhưng mà ít cái gì vậy các bạn? Nó ít cái nhấp chuột của mình lên nha. Chứ còn về khối mỗi giây thì nó vẫn là một nha. Ủa cái gì? Sao tháp mình biến mất rồi? Oh my god. Hình như ha. Mình mới tiêu 500 cái khối của mình mà bảo sao tháp mình nó cục ngủng lại rồi các bạn ơi. Mình bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đó nha. Còn có gì chúng ta có thể tiêu được không? Ở bên này có cái gu gì quá là khủng khiếp nè các bạn ơi. Ngày đầu tiên chúng ta có thể lấy được 369 khối. Nhưng mà muốn lấy được cái phần thưởng này chúng ta phải like và tham gia nhóm của game này các bạn ơi. Ok, đây là cái game của nó nè các bạn, cho nó một like nha. Under the Bed Joy Group. Và nếu như bạn nào không biết á, thì mình cũng có một cái group mình lập ra để cho các bạn fan cứng tham gia, là H3 Fan Store. Cũng đã có hơn 21.000 bạn tham gia rồi. Và nếu như bạn nào không biết thì cái group của mình cũng có bán quần áo nữa, cho nên nếu bạn là fan cứng của mình thì có thể ủng hộ cho mình một cái áo nha. Mình sẽ sử dụng cái số của bút đó ra để mà đầu tư cho những video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy nhận cái phần thưởng nào. Let's go. Mình đã nhận được rồi các bạn ơi. Nó không lên được bao nhiêu hết, đúng là 300 nó quá là ít mà. Thế thì còn gì nữa không nhỉ? Để mình xem coi. Xung quanh đây chỉ là những cái tháp của những người chơi khác thôi, và họ cũng đang cố gắng để xây cho mình một cái tháp thật là cao. Không biết để làm cái gì, lên trên đó sẽ gặp được cái gì mình cũng không biết nữa. Mình hãy thử nâng cấp lên tháp đá xem coi có gì khác biệt không. Oh shit, cái sự khác biệt là mình mắc khói và mình không được gì hết. Let's go. Mình không biết ý nghĩa của cái việc nâng cấp này là cái gì nữa, thật là kỳ cục quá đi. Thôi không sao, với sức mạnh thần kỳ của mình thì các bạn thấy gì chưa, tốc độ này nó quá là khủng khiếp luôn. Cái việc mình chinh phục được cái không gian nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Let's go. 600 700. Ôi mấy cái tháp của bạn bên kia này, mấy cái tháp của mấy bạn trong thế giới này khủng khiếp quá, quá là cao luôn. Rồi mình được 1.000 khói nè. Xuống dưới này xem coi mình có thể mua được cái gì chưa nha. 3.500 hả? Sao lại có thể mắc nó như vậy nhỉ? Chúng ta có thể trang bị một lúc 3 con bét lần các bạn. Ok, thế thì mua thêm 2 con 500 nữa nha các bạn ơi. Wow, một con dơi phổ biến tức là nó không xịn đúng không? Đúng rồi. Ok, thêm một lần nữa nha. Lấy một con dơi phổ biến hả? Cái con nhện của mình nó còn cùi hơn cái con dơi nữa đó các bạn ơi. Thôi được rồi, có gì cứ xài hết, trang bị tốt nhất cho tôi. Và bây giờ là một click của mình nó nhảy ra 4 khối luôn nè các bạn ơi, quá là xịn. Let's go. Trời ơi, với cái tốc độ này thì cái việc chinh phục không gian của mình nó sẽ rất là nhanh đây. Mình đã lên được tới tổ cao 2003 rồi. Mình đã sắp vượt mặt anh bạn bên kia luôn rồi kìa các bạn. Let's go. Wow, cái sức mạnh thần kỳ của mình thật là tuyệt vời. Ok, chúng ta hãy xuống phía dưới nào. Và chúng ta sẽ mua một con pet mới nha. 3.500 đúng không? Mua. Rồi trứng khủng long hả? Let's go, một con hiếm luôn các bạn ơi. Dơi phát sáng hả? Tên quá là ngầu luôn. Con này sẽ ít hai cho mình, trang bị tốt nhất cho mình. Còn con này thì vớt. Bây giờ một click của mình nó sẽ cộng 5 các bạn ơi. Nhưng mà cái tháp của mình sẽ bị reset đúng không? Đúng rồi các bạn ơi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Dâu dâu cho tôi đứng lên tháp được không? Ôi, 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 dâu. Rồi xương khớp luôn rồi các bạn. Đứng lên đi nào. Let's go. Đây rồi. Tiếp tục nào. Cứ một click là cho mình 5 khối mà. Thứ gì mà chịu nổi hả các bạn? Rồi mình lại quay lại cái con số 3.500 đó nè. Mình có nên mua một con pet mới không? Chắc chắn là có rồi. Xuống dưới nào. Đừng có xương khớp nha. May quá. Ok, trứng khủng long. Let's go. Được cái gì đây? Wow, là một con dơi phát sáng nữa. Quá tuyệt vời luôn. Trang bị tốt nhất cho tôi.
Rồi cái tháp của mình nó lại xuống dưới nữa rồi. Ôi ôi, mình bị chôn vùi trong cái tháp của chính mình này các bạn ơi, thật là tồi tệ. No no no, dừng lại dừng lại. Oh my god, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho tôi lên lại nào. Ủa cái gì anh bạn? Đừng có làm tôi sợ nha. Trời ơi, mình chỉ muốn lên trên cái tháp của mình thôi mà. Let's go. Lần này thì chúng ta hãy cố gắng chinh phục được cái phi thuyền ngoài không gian coi. Các bạn thấy chưa, mình sắp đạt được nó rồi kìa các bạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời tối rồi nè. Mình đang sắp rời khỏi trái đất luôn rồi. Mình đã vượt qua trái đất luôn rồi các bạn ơi. Lên đến mặt trăng rồi hay sao ấy? Độ cao của mình hiện tại đang là 7000. Rồi, mình đã sắp phá đảo được không gian rồi nè. Thế giới này là đơn giản đến như vậy sao? Rồi, chúng ta lên được độ cao khủng khiếp nhất của thế giới này, đó chính là ngoài vũ trụ. Nhưng mà có tháp của anh bạn kia còn cao hơn của mình nữa kìa. Thôi được rồi, chúng ta hãy cố gắng lên bằng anh bạn nữa nha. Bây giờ thì mình cũng đã ra được ngoài vũ trụ rồi, cho nên là mình cũng không biết bây giờ mình cần phải chinh phục được cái gì nữa. Có nghĩa là chúng ta đã phá đảo được thế giới này rồi đó các bạn. Nhưng mà mình vẫn không muốn thua anh bạn bên kia, cho nên mình phải cố gắng xây cái tháp này cao hơn nữa. Này rồi, chúng ta sao bắt kịp được anh bạn bên đó rồi. Ui, tốc độ của anh bạn kia cũng quá là khủng khiếp luôn các bạn ơi. Nhưng mà làm sao chịu nổi được với cái tốc độ thần kỳ của mình. Yeah, let's go. Chúng ta đã có thể hơn được anh bạn nữa rồi. Bây giờ mình là kẻ cao nhất. Bây giờ thì mình chỉ có thể nhìn xuống dưới thôi, chứ mình nhìn lên trên thì không có ai luôn. Các bạn thấy chưa? Như vậy là chúng ta đã trở thành người giỏi nhất trong thế giới này rồi. Thôi được rồi, chúng ta có tới tặng là 21.000 khối nè. Chúng ta hãy xuống dưới nào và tiêu một cái gì đó thôi. Bây giờ mình quá là giàu có rồi. Đừng có xuống khớp như vậy chứ bro. Đứng dậy nào. Trời ơi. Ô, mình có món quà gì nè các bạn ơi, để mình mở quà xem được cái gì. Nó cho mình thêm hú cưng lava và cộng 250 khối vậy. Hú cưng lava là con nào vậy, có xịn không? Ồ, ít cho mình 1.5 nè, bằng con dơi đen của mình thôi. Thôi được rồi, xuống dưới lại nào. Trời ơi, mắc công quá. Đừng có xương khớp nha, làm ơn. Rồi, chúng ta hãy nâng cấp cái tháp của chúng ta lên thật là xịn sò nào. 1.000 khối, quá đơn giản luôn. Mình có tới tặng 20.000 khối mà các bạn. Mình có thể mua nhảy cốc không? À, không được, chúng ta phải mua từng cái. Tháp bằng sắt luôn hả? Oh shit, quá là xịn sò luôn các bạn ơi. Tháp này đẹp nè, mình thích cái này. Tháp tiết coi. Wow, cũng khá là ngầu. Tháp đá sâu chứ nhỉ? Mua. Hết tiền luôn các bạn ơi, còn 7.000 khối à. Và một click của mình nó cộng với mình 5 khối, quá là ít luôn. Cho nên là không được rồi. Mình phải sử dụng cái sức mạnh của bút của mình thôi. Mình cần phải kiếm nhiều tiền để mà chinh phục được cái tháp đá quý nha. Đây có thể là mục tiêu cuối cùng của chúng ta trong thế giới này đó các bạn ơi. Chứ cái việc mình chinh phục không gian thì nó quá là đơn giản rồi. Con mép 3.500 này thì nó cộng ít cho mình ít quá à. Mà mấy cái này nó tới mấy trăm ngàn khối lần, nó quá là khủng khiếp luôn. Thôi được rồi, chúng ta hãy mua thử một con bét với 400 bút nha các bạn ơi. Có thể đây là cái thứ bút duy nhất mình có thể tiêu trong thế giới này rồi. Dạo này các bạn like cho mình quá trời luôn, cho nên là ba mấy cái group này mình không có ngại đâu. Let's go. Đó, để xem coi chúng ta sẽ được con gì đây. Trứng của mình đâu? Tôi mua rồi mà. Group của mình đã biến mất rồi mà. S của mình đâu? Ở trong túi mình luôn rồi nè. Nó không hề có trứng gì xuất hiện đập vô mắt mình luôn á các bạn ơi. Thật là tồi tệ quá. Và chúng ta được con gì vậy? Một con độc quyền. Con này có xịn không? Mình bỏ ra 400 group và nó cho mình con cùi nhất trong 4 con luôn. Thôi được rồi, chúng ta hãy tiếp tục nào. Bây giờ một click của mình là cộng với mình 20 khối lần. Các bạn có thấy gì chưa? Mình có nên lên trên để bạn xem cái tốc độ khủng khiếp của nó không nhỉ? Chắc chắn là có rồi. Xây nào. Hy vọng là cái tháp của chính mình nó sẽ không chui mình vào trong này. Trời, anh bạn bên kia đang cố gắng xây kìa. Mình chỉ mới đi xuống dưới một tí thôi mà cái tháp của anh bạn bên kia nó quá là cao luôn. Cao đến mức nào? Chúng ta sẽ bắt kịp được cái tháp bằng sắt của anh bạn này nhanh thôi. Ôi các bạn ơi, cái tháp của mình đã tới hơn 50.000 rồi mà với cái tháp của anh bạn kia mình vẫn chưa đạt được luôn ấy. Holy. Cái tháp của anh bạn bên kia đã rút xuống rồi kìa. Vậy là mình chỉ còn có một đối thủ thôi sao? Và chúng ta đã sắp đánh bại được đối thủ đó rồi các bạn ơi. Tốc độ mình nó quá khủng khiếp mà, thứ gì mà chịu nổi. Đây rồi, cái tháp bằng sắt của anh bạn kia đây rồi. Bây giờ cũng trở thành kẻ phía dưới mình thôi. Chúng ta đã đánh bại được anh bạn đó rồi, cho nên là cũng đến lúc chúng ta nên đi xuống và tiêu diệt cái shop của chính mình thôi. Rồi đừng có xuống khớp nha. Oh my god, được. Ôi ôi ôi, vô isekai bây giờ. Chúng ta thì mình banh xác luôn rồi các bạn ơi. Thôi được rồi, hãy nâng cấp cái tháp của chúng ta lên nào. 15.000 khối, 20.000. Tháp bằng len hả? Tháp bằng len thì nó sẽ trông như nào? Đâu để mình thử xây coi. Oh my god, nhìn không được ngầu cho lắm. Đúng vậy, khá là xấu xí luôn. Tháp san hô. San hô thì nó có đẹp không? Ra hãy xây thì chúng ta mới biết được. Đây không phải là san hô, đây là Lego. Tôi đang chơi Minecraft mà. Đừng có khiến cho mình quay trở lại Roblox chứ. Cái tháp này không phải là san hô đâu nha, thời với Chúa. Tháp magma, tháp nhung giam. Oh shit, chúng ta hết khối rồi sao? Tại sao lại có thể nhanh tới như vậy nhỉ? Mua. Đây rồi các bạn ơi, trời quả trứng băng hả? Holy shit, đồ pin hết luôn. Huyền thoại luôn hả? Cái gì ấy? Ít tính ra là ba con cùi nhất của nó đều là huyền thoại luôn ấy các bạn ơi. Hình như mình bị lừa hay sao ấy. Hay một quả nữa nào. Let's go. Lẫn là Dominus luôn. Mình thích Dominus. 2.9 hả? Thôi cũng được đi. Bây giờ là một click của mình sẽ cộng bao nhiêu đây? 21. Wow, một sự chênh lệch không quá nhiều. Chúng ta hãy lên cái tháp của chính mình nào. Let's go. Cái gì vậy? Sao mới? Cái gì vậy? Xanh nó đã chuyển mình qua bên kia rồi. Quá là kỳ cục luôn. Như là cái game này nó ghét mình hay sao ấy các bạn ơi. Và đây là cái tháp san hô của chúng ta đây sao? Chúng ta hãy nâng cấp cái tháp mình lên dung nham nào. Let's go. Tháp dung nham thì chắc chắn là sẽ rất là ngầu đây đúng không? Ui, cũng đẹp đó các bạn. Mình thích cái màu này. Và lại tiếp tục ra được ngoài không gian nữa rồi. Và lần này mình sẽ cố gắng xây cái tháp mình lên 100.000 khối luôn nha. Mình gặp lại được anh bạn tháp sắt rồi kìa. Oh shit.
giáp ai vậy? Trời ơi, giáp trèo lên tháp của mình luôn các bạn ơi. Bạn nữ này nè, không biết từ đâu chui ra, đúng là ngựa trái đất mà. Finally 95.789.100.000. Trời ơi, cái độ cao này mà mình nhảy xuống là mình chỉ có banh xác thôi, tức là qua đời đó các bạn. Nhưng mà không đâu, các bạn hãy nhìn cái tháp bên kia đi. Nó cao một cách mà mình không nhìn thấy được cái đỉnh của nó luôn á các bạn. Và sau khi mình tìm hiểu thì cái tháp của anh bạn bên kia là tới tận 500.000 block lận. Đó, hãy thử qua khám phá cái tháp hơn 500.000 block xem coi là nó sẽ như thế nào nha. Let's go. Oh no, cái tháp đó đã biến mất rồi. Why? Trời ơi, mấy mệnh bạn nó đã biến mất rồi khỏi cái thế giới này luôn rồi. Vậy là mình trở thành người giỏi nhất rồi. 100.000 của mình thì chúng ta sẽ mua được cái gì đây? Ý mình là nâng cấp lục bảo nè, rồi hết luôn tiền. Wow, lục bảo thì chắc nó cũng sẽ khá là đẹp đúng không? Đúng vậy, nó là màu xanh lá. Và chúng ta hãy kiếm thêm 5.000 nữa để mà nâng cấp lên tháp kim cương nha. Mình thích kim cương hơn, tại vì kim cương nó có màu xanh, đó là màu của Hyper Gamer đó các bạn. Let's go, đây mới chính là Hyper Gamer nè. Wow, quá là ngầu luôn. Tháp Obsidian và tháp đá quý là chúng ta cần có tổng cộng là hơn 200.000 khối nữa thì chúng ta mới có thể phá đảo được cái thế giới này. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cố gắng kiếm được 200.000 khối nha và chúng ta sẽ kết thúc luôn cái thế giới này. Mình đã vượt qua con số 100.000 rồi nè. Chúng ta chỉ còn 23.000 block nữa thôi là lượm được 200.000. Ngừng lại nào. 100, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. 200.000. Trời ơi, các bạn phải hiểu được là cái sự nỗ lực nhấp chuột của mình nó phải khủng khiếp đến mức như thế nào thì mới có thể đạt được tới cái độ cao này, các bạn hiểu không? Nhưng mà các bạn hãy nhìn đi, cái tháp bên kia nó đã hồi sinh rồi. Hãy thử qua bên kia xem coi. Ủa, anh bạn này đang đứng dưới này luôn nè. Hơn 2.300 rồi hả? What the hell? Quá được rồi, chúng ta hãy leo lên trên thử nào. Ôi, với cái tốc độ leo này thì không biết là khi nào mình mới lên được lên trên đỉnh đó. Mình nghĩ nó sẽ khá là nhanh đây. Đúng vậy. Oh shit, tự nhiên mình hết muốn leo lên trên đỉnh rồi các bạn ơi. Cái tháp đá quý này vẫn chưa đến được bao lâu hết, chỉ còn một tí nữa thôi. Độ cao hơn cả triệu, quá là khủng khiếp. Cái tháp của anh bạn này nó đã cao hơn cả triệu rồi các bạn ơi. Ở đây rồi, đây là cái đỉnh tháp của nó này kìa, nó vẫn còn tiếp tục cao lên nữa kìa các bạn. Rồi, để mình đứng lên trên này xem. Oh shit, cái tháp này đã nuốt mình vô trong rồi. Oh my god. Thôi xong rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ banh xác ở vùng này rồi, không ra bên ngoài được. Quay lại cái tháp của mình, nhìn lên trên nào, không thấy gì hết. Thôi được rồi, bây giờ thì chúng ta hãy chinh phục Obsidian nè. Ôi, bắn chú đủ hả? Ok, let's go. Còn 15.000 nữa thôi mà, sẽ rất là nhanh đây. Wow, đây là cái tháp Obsidian nè. Không đẹp lắm, sao mà đẹp bằng cái tháp kim cương của mình được. Ok, 20, 3, 4, 5, let's go. Xuống dưới nào. Và bây giờ sẽ là cái tháp cuối cùng. Đứng lên coi xương khớp mãi vậy. Đá quý các bạn ơi, let's go. Holy shit. Nhưng mà nó không được đẹp lắm các bạn ơi. Cái tháp đá quý là cái tháp xịn nhất trong cái thế giới này rồi. À, giống anh bạn bên kia rồi. Nhưng mà với tốc độ khủng khiếp như anh bạn này thì không biết là khi nào mới đạt được nữa. Trời ơi, con pet thì khủng khiếp vì tới tặng 5 cái đầu. 500.000 khối để mà mua. Anh bạn này chuẩn bị mua tiếp này hay sao này các bạn? Oh shit, thật sự rồi. Cái tháp này bắt đầu ngắn đi rồi đúng không? Nó ngắn tới mức mà chỉ còn có 200.000 block thôi các bạn ạ. À, khá là vậy. Đúng là một dân chơi Minecraft mà, mình không phải là đối thủ. Chúng ta hãy xây cao cao cái tháp này và ngắm nó lần cuối nha các bạn ơi. Nhưng mà cái tháp đá quý này thì không đẹp tí nào. Mình sẽ chọn lại cái tháp kim cương mình, tại vì mình thích cái màu này nhất, tại vì là màu của Hyper Gamer. Lên trên lại nào. Let's go. Hai, mình sẽ dừng cái ngày hôm nay ở đây thôi các bạn ơi. Dù sao thì mình cũng đã chinh phục được cái độ cao ở ngoài không gian luôn rồi. Cũng đã nâng cấp cái tháp mình lên đá quý. Sự tồn tại của mình trong cái thế giới này nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nên là mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai lúc 6 giờ chiều nha. Đừng quên là giúp cho mình một like để mình có thể sở hữu được sức mạnh của bút. Bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông kế bên nữa. Khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Bye bye.